Tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của khoảng 1,2 triệu người dân và du khách tham gia lễ hội, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã cùng chung tay. Phóng viên Công Khoa sẽ thông tin chi tiết. Đến với thành phố biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những quầy hàng bánh xèo như thế này. Ngay từ sớm thì nơi này đã hoạt động tất bật rồi. Mỗi người đầu bếp sẽ phụ trách từ 5 cho đến 7 chảo, hoạt động liên tục luôn. Và càng trân quý hơn khi những chiếc bánh xèo ở đây được bán với giá là 0 đồng. Không chỉ có bánh xèo, bánh bao mà tại lễ hội còn tổ chức nhiều khu lều trại để phục vụ cơm và nước uống cho bà con về dự lễ. Tất cả đều là những món chay, thức ăn luôn được thay đổi để không nhàm chán. Năm nay chính quyền địa phương đề nghị các cơ sở thờ tự trên địa bàn hỗ trợ du khách được nghỉ ngơi miễn phí. Ngoài ra còn vận động các cơ sở lưu trú hỗ trợ chỗ ở với tinh thần thiện nguyện. Đặc biệt có hai trại với khoảng 1.200 chiếc võng luôn sẵn sàng để phục vụ bà con. Đến nay thì ban bảo vệ di tích đã nhận được hơn 110 tấn gạo và hơn 200 tấn rau củ quả các loại, cùng với đó là thuốc men và nước uống. Sự chung tay đó đã tạo nên tính cộng đồng đặc biệt mà không phải bất kỳ một lễ hội nào cũng có được.